Paula Choice Việt Nam xin chào tất cả các bạn. Với mong muốn lan tỏa những kiến thức chăm sóc da khoa học đến với tất cả mọi người, hôm nay Paula Choice Việt Nam sẽ có một video mới nói về chủ đề tẩy da chết. Như các bạn đã biết, tẩy da chết là một bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da. Nó mang lại những công dụng như làm thông thoáng lỗ chân lông, giúp cải thiện kết cấu da, hỗ trợ điều trị mụn, góp phần thúc đẩy tái tạo tế bào da mới, làm sáng và làm đều màu da, hỗ trợ làm tăng hiệu quả các sản phẩm dưỡng da khác và giảm thiểu, ngăn ngừa các khuyết điểm trên da. Chúng tôi nhận thấy nhiều người đang lầm tưởng muốn da sáng và mịn hơn phải dùng tẩy da chết dạng scrub rồi kì mạnh, lúc này lớp da chết mới bong ra và mang lại hiệu quả. Nhưng theo các chuyên gia da liễu, điều này là một sai lầm tai hại cần loại bỏ. Những sai lầm phổ biến khi tẩy tế bào chết khiến da bị tổn thương phải kể đến như tẩy tế bào chết quá nhiều hoặc quá ít, sử dụng tẩy tế bào chết quá thô ráp, tác động mạnh, không sử dụng sữa rửa mặt trước khi tẩy da chết, không dưỡng ẩm và chống nắng sau khi tẩy da chết. Trong video này, Paula Choice Việt Nam sẽ nêu ra những sai lầm phổ biến, cùng với đó là hướng dẫn các bước tẩy da chết phù hợp với tình trạng da của mỗi người. Tuổi tác cùng với tác hại của môi trường làm chậm khả năng loại bỏ tế bào chết tự nhiên. Những tế bào chết này tích tụ mỗi ngày, vì thế tẩy tế bào chết giúp loại bỏ chúng và các chất tích tụ gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Bạn nên xem xét phương pháp tẩy da chết và tình trạng da của bản thân để sử dụng với tần suất phù hợp và đừng ngại thay đổi sản phẩm của bạn. Sử dụng tẩy tế bào chết quá thô ráp hoặc tác động mạnh. Cho dù bạn tẩy tế bào chết hàng ngày, bằng tay hay bằng bàn chải xoay, bạn có thể đang gây quá nhiều áp lực cho da. Dùng lực mạnh hơn không giúp bạn tẩy tế bào chết sâu hơn mà có thể gây tổn thương cho da nhiều hơn. Khi chà sát hoặc dụng cụ quá thô ráp, bạn có thể làm chảy xước các lớp trên cùng của da, khiến các mạch máu bên dưới bị vỡ. Thay vào đó, bạn nên mát xa nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay. Nếu bạn đang bị mụn, hãy tìm sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học, vì tẩy tế bào chết dạng vật lý có thể lây lan vi khuẩn và làm tình trạng mụn thêm nghiêm trọng. Không làm sạch da mặt trước khi tẩy tế bào chết là một sai lầm khá nghiêm trọng mà hầu hết ai cũng mắc phải. Bước làm sạch da mặt có vai trò khá quan trọng. Nó có tác dụng như chất bôi trơn, giúp hỗ trợ cho việc tẩy da chết nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ngoài ra, làm sạch trước khi tẩy da chết cũng tránh cho da gặp phải những tổn thương không đáng có. Không dưỡng ẩm, không chống nắng sau khi tẩy da chết. Các bạn cần biết rằng, tẩy da chết sẽ loại bỏ các lớp da bị sừng hóa, làm lộ ra các tế bào da mới. Lúc này, các tế bào mới còn yếu và dễ bị tổn thương do tác hại của môi trường, như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và ô nhiễm. Thoa kem chống nắng mỗi sáng là điều quan trọng nhất bạn có thể làm để chống lại các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy. Dưỡng ẩm cho da để giúp da cân bằng lại độ ẩm đã bị mất đi, đồng thời hỗ trợ bổ sung các chất dinh dưỡng cho da thêm khỏe mạnh và mịn màng, tránh cho da không bị thô ráp và nổi mụn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn từ A tới Z cách tẩy tế bào chết trên da chuẩn khoa học. Trước tiên, bạn nên tìm hiểu xem làn da của mình thuộc loại da nào, sau đó tìm phương pháp tẩy da chết phù hợp và cuối cùng là lựa chọn sản phẩm sử dụng rồi tiến hành tẩy da chết. Việc xác định loại da có thể giúp bạn lựa chọn được phương pháp phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất và giảm thiểu nguy cơ bị kích ứng. Các bạn có thể dựa vào một số dấu hiệu sau để xác định loại da của mình. Da bình thường là loại da thông thoáng và không dễ bị kích ứng. Những người có làn da này có thể thử bất kỳ kỹ thuật hoặc sản phẩm tẩy da chết nào mà không phải gặp tác dụng phụ. Sau đó, bạn có thể lựa chọn biện pháp đem lại hiệu quả cao nhất và phụ thuộc vào sở thích của mình. Da khô, dấu hiệu nhận biết là thường bong chóc hoặc khô ráp sau khi rửa mặt có cảm giác căng tức, ngứa ráp. Da dầu, bề mặt da bóng dầu, lỗ chân lông to, dễ bị nổi mụn và sạm màu. Da hỗn hợp, vùng chữ T bị nhờn dầu, trong khi đó hai bên má lại bị khô. Ngoài bốn loại kể trên, làn da cũng có thể xuất hiện thêm các vấn đề như nhạy cảm, mẩn đỏ, dễ bị mụn. Sau khi đã xác định được loại da, bạn tiến sang bước chọn phương pháp tẩy da chết phù hợp. Có hai phương pháp, đó là tẩy tế bào chết vật lý và tẩy tế bào chết hóa học. Phương pháp vật lý là sử dụng tay hay dụng cụ hỗ trợ để chà sát lên bề mặt da và có kèm theo các sản phẩm tẩy da chết dạng gel hoặc dạng hạt. Phương pháp vật lý thường khiến da bị tổn thương bề mặt, gây kích ứng da và có thể làm mất nước qua lớp biểu bì. Phương pháp hóa học là sử dụng các hóa chất khác nhau, bao gồm axit hydroxy. Phương pháp hóa học cũng sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với phương pháp vật lý và được các chuyên gia da liễu khuyến khích. Trong video này, Paula Choice Việt Nam tập trung chia sẻ về cách tẩy da chết theo phương pháp hóa học. Trong phương pháp tẩy da chết hóa học, các hóa chất được sử dụng phổ biến bao gồm alpha hydroxy acid, hay còn được biết đến là AHA, và beta hydroxy acid, hay còn được gọi là BHA. Chất tẩy tế bào chết hóa học AHA đặc biệt thích hợp cho những ai có làn da thường đến làn da khô, nổi bật với khả năng làm mịn và tái tạo bề mặt da một cách đáng kinh ngạc. AHA mang lại làn da sáng khỏe, ngậm nước vì chúng làm giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn và giảm thiểu kết cấu thô ráp, sần sùi của da. Các AHA có trong sản phẩm chăm sóc da bao gồm acid glycolic, lactic, malic, tartaric và mandelic. Các chất tẩy tế bào chết hóa học beta hydroxy acid BHA hay còn có tên là acid salicylic cực kỳ phù hợp cho những làn da dầu hoặc da hỗn hợp. Hoặc bất kỳ ai đang muốn cải thiện tình trạng lỗ chân lông to, lỗ chân lông bị bít tắc, mụn đầu đen, mụn bọc, da dần sùi. Tương tự như AHA, chúng cũng làm dịu sự xuất hiện của nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác.
Ngoài ra, đây là sản phẩm tẩy tế bào chết lý tưởng cho da nhạy cảm do đặc tính làm dịu tự nhiên của nó. Tại Paula's Choice có hai sản phẩm tẩy tế bào chết được mua nhiều nhất, đó là 8% AHA gel và 2% BHA liquid. Cơ chế hoạt động của hai sản phẩm này không giống các sản phẩm tẩy da chết vật lý trên thị trường. Khi sử dụng chúng, bạn có thể không thấy da mình bong chóc bởi chúng hoạt động nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, không gây bào mòn da. Tẩy tế bào chết hóa học hoạt động hiệu quả hơn ở mức độ sâu hơn mà không làm tổn thương bề mặt da. Chúng còn vượt xa những gì mà tẩy tế bào chết dạng vật lý có thể làm được, bao gồm khả năng giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn và nhẹ nhàng làm mịn da. Tẩy tế bào chết hóa học cũng cải thiện độ ẩm của da. Chúng tách các liên kết của da chết bị mắc kẹt mà bạn không thể cảm nhận được. Bạn sẽ không thấy da bị bong chóc mà thay vào đó sẽ cảm nhận được kết quả vào ngày hôm sau, và kết quả này sẽ được duy trì khi sử dụng đều đặn. Cách áp dụng tẩy tế bào chết hóa học cho da mặt. Thoa sản phẩm tẩy da chết hóa học trên mặt, cổ và ngực sau khi đã rửa mặt và sử dụng toner. Nếu sử dụng tẩy tế bào chết hóa học dạng lỏng, bạn có thể thoa nó bằng miếng bông hoặc trực tiếp bằng tay. Nó có thể được sử dụng quanh vùng mắt, đến xương quỹ đạo, tránh tiếp xúc với mí mắt. AHA, BHA không vô hiệu hóa các thành phần khác. Trên thực tế, nó sẽ giúp các sản phẩm dưỡng da phía sau thẩm thấu tốt hơn để chúng hoạt động nhanh hơn và mang lại kết quả sớm hơn. Không có quy tắc cụ thể nào về thời điểm bạn nên thoa sản phẩm tẩy da chết hóa học. Nó hoạt động như nhau cho dù bạn thoa vào buổi sáng hay buổi chiều. Miễn sao vào ban ngày, bạn luôn thoa kem chống nắng ở bước skincare cuối cùng là được. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa da liễu để có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi các video của Paula's Choice Việt Nam. Đừng quên like và subscribe kênh của Paula's Choice Việt Nam để biết tất cả các sự thật về làm đẹp nhé.